Muối đâu vậy Muối? Muối đứng đó mẹ chụp hình cho. Cự ơi. Rồi áo mở trong 4 ngày kìa. Rồi. Chưa. Đi đâu vậy? Đi đâu vậy? Đi thăm vườn. Đâu cái nào là tím đâu? Đi thăm vườn hoa màu tím. Đi thăm vườn hoa tím mà thấy tàu là mấy cái cây mà thấy tàu là mấy cái cây mà xanh lá cây không à. Rồi đưa cận mặt như này chụp hình cho. Đi thăm vườn hoa màu tím mà thấy mấy cây mà xanh lá cây. Đâu tím đâu. Sáng nay trời chuyển mưa bởi vì quay phim đó. Rồi nên nên chụp được đó. Đừng chui mạnh quá. Thẳng hơn lên đây. Cười cái gai. Cười nhìn mẹ cười đây. Nhìn mẹ thôi. Rồi ok. Rồi. Cái này cái tửng 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 em tửng em tửng em tửng tửng tửng. Rồi đi đã cái mê cung chưa? Chưa, chị chưa đã mà. Chứ đây nãy giờ có chị chụp hình với con rồng đi quên nữa chưa? Chụp hình rồng nè, đứng đây nè. Đứng đây mày chụp hình với rồng nè, rồng sau lưng kìa. Rồi đứng đây đi. Selfie chúng theo rồi. Selfie không nhìn thấy được con rồng. Đứng cái đây mày chụp hình thấy ngọc không sẽ về nha không rồi đó đứng đây thì mày chụp hình thấy ngọc nè đứng đây đây chụp hình cái thấy ngọc mà selfie cười bình thường đi làm bình thường ơi cái mặt gì giống con gái vậy làm mạnh mẽ lên gì coi mạnh mẽ này lên đây ê làm giống gái vậy không được ê không được còn mình ngủ mọi người mình tăng đủ sáng lên nên đó bạn đó đứng đây đây mẹ chụp cái góc tam giác này cho đứng đó đứng đó đứng đó đứng đó đứng đó đứng ngay đó stop đứng ngay đó kêu stop mà đó 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 nè 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 đẹp đẹp nè đẹp nè anh thấy có sáng nè bay xin ngồi mùa thu xuân sao nơi rồi
rồi trang sách hai bên chúng em ngôi trường học trong mùa thu lai đầu. Hay chưa? Hay quá. Wow.